đầu năm nhà đầu tư ngỡ ngàng mất tiền tỷ với những cú bán hớ bất động sản đến khó tin. Giữ cả năm không tăng, giờ bán chỗ nào tăng chỗ đó là câu nói đầy nuối tiếc của nhiều nhà đầu tư bất động sản đầu năm 2022. Năm 2022 được các chuyên gia dự báo thị trường bất động sản sẽ không còn những cơn sốt quay cuồng như giai đoạn 2020 đến 2021. Chính bởi điều đó, trước Tết âm lịch, khoảng tháng 1 năm 2022 nhiều nhà đầu tư đã ra hàng chốt lãi. Chị Linh, Chủ hai lô biệt thự tại Mang Đen cho biết chị mua hai lô biệt thự tại khu 37 hộ từ giữa năm 2021. Sau đó, dịch COVID-19 bước vào cao điểm khiến thị trường gần như tê liệt. Đến cuối năm 2021, khi thị trường bắt đầu khởi sắc lại, có lãi 1,5 tỷ đồng căn, chị Linh chốt bán một lô trước Tết. Tôi vừa bán xong trước Tết thì sau Tết âm lịch, nhà đầu tư Sài Gòn đổ lên Mang Đen mua đất sau dịch. Thị trường nóng hầm hập. Nếu như so với giá bây giờ, lô biệt thự tôi bán giờ đã tăng thêm gần 1 tỷ. Hơn một tháng, bán hớ 1 tỷ đồng, tôi tức đứt ruột, chị Linh tâm sự. Cũng giống chị Linh, anh Hùng một nhà đầu tư tại Hà Nội vừa bán căn biệt thự tại quận 9 để chuyển sang đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng cũng xót xa khi bị mất cả tỷ đồng chỉ trong vòng một tháng. Giá nhà đất quận 9 đã tăng rất nóng trong 2 năm vừa qua, tôi nghĩ đã ở mức đỉnh rồi nhưng không ngờ thị trường đầu năm nóng như thế, anh Hùng cho biết. Anh Hùng khẳng định, Bước sang đầu năm tôi sẽ nghe ngóng thêm thị trường. Quyết không bán chốt lời nữa bởi cứ bán chỗ nào chỗ đấy lại tăng. Một số lô đất của anh ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, biệt thự ở Long An hiện cũng đã có lãi 30% so với thời điểm mua vào nhưng anh Hùng chia sẻ vẫn sẽ giữ xem động thái thị trường trong quý 2 thế nào rồi mới ra hàng. Không bán hớ nhưng nhìn thấy nhiều khu vực giá tăng chóng mặt sau Tết. Nhiều nhà đầu tư cũng tiếc đất ruột vì không quyết mua ngay. Bác La kể lại câu chuyện trước Tết bác tìm mua biệt thự xung quanh Hà Nội từ khu biệt thự Phoenix Garden. Đan Phượng, biệt thự Nam An Khánh, biệt thự Hoa Phượng, Hòa Đức. Có hơn 10 tỷ tiền nhàn rỗi trước Tết, nghĩ lạm phát sẽ tăng nên tôi muốn gam tiền vào đất tiếp. Tôi đã rất ưng một căn biệt thự tại khu đô thị Glexinco diện tích 140 m2 với giá 14 tỷ. Tuy nhiên, lúc tôi định xuống tiền mua thì nhiều người căn ngăn bởi mức giá này đã bị đẩy lên gần gấp đôi so với 2 năm trước. Nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng chùn bước, không mua nữa, bác Lan tâm sự. Hai tháng sau Tết, Tôi quay lại hỏi thì căn biệt thự kia giá đã lên mức hơn 15 tỷ, giá quá cao không thể xuống tiền được nữa. Đi lại một vòng những khu biệt thự ven đô tôi định mua giá cũng đã được đẩy lên 5002 tỷ đồng căn. Giờ giá đã vượt xa số tiền hơn 10 tỷ đồng tôi có. Tiếp đất ruột vì đã bỏ lỡ cơ hội, bác Lan tâm sự thêm. Quan sát thị trường bất động sản đầu năm 2022 khiến nhiều nhà đầu tư kỳ cựu cũng ngỡ ngàng bởi sự tăng giá bất chấp của thị trường bất động sản. Nhiều khu vực tưởng tăng ảo, Sốt nóng trong năm 2021 hiện vẫn tiếp tục tăng. Đất nền biệt thự ven đô xung quanh Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh âm ỉ tăng ngay từ đầu năm khiến ngay cả người bán lẫn người mua cũng đầy ngỡ ngàng. Đánh giá về thị trường bất động sản trong năm 2022, ông Vũ Cương Quyết, tổng giám đốc đất xanh miền Bắc cho biết, đất nền xung quanh Hà Nội vẫn sẽ tiếp tục tăng bởi so với thành phố Hồ Chí Minh mức giá tại Hà Nội vẫn đang rẻ hơn rất nhiều. Trong khi đó, Nhu cầu mua để ở và đầu tư của Hà Nội đang rất lớn sẽ khiến đất còn tiếp tục tăng trong năm 2022. Nhận định về các phân khúc bất động sản khác trong năm 2022, ông Quyết cũng cho rằng giá trung cư tại Hà Nội sẽ còn tiếp tục tăng. Cùng với đó, bất động sản nhà ở nhưng gắn với đô thị để ở cũng sẽ còn tăng tiếp. Năm 2022 cũng sẽ tiếp tục là một năm thắng lợi của nhà đầu tư bất động sản, ông Quyết chia sẻ thêm. bất động sản du lịch sẽ chịu áp lực tăng giá trong năm 2022. Sự phục hồi của thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh đang được dự báo đầy tích cực trong năm 2022. Theo các chuyên gia, cùng với sự phục hồi trở lại, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng đứng trước áp lực tăng giá. Con số lượng du khách tăng đột biến trong thời điểm dịp Tết Nguyên đán đã trở thành tín hiệu tích cực dự báo sự hồi phục của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, từ khi thực hiện chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế, từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 8 năm 2, Việt Nam đón hơn 8.900 khách du lịch quốc tế. Trung tâm Thông tin Du lịch, Tổng cục Du lịch cũng công bố dữ liệu nghiên cứu cho thấy lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam từ đầu năm 2022 đang tăng mạnh. Từ đầu tháng 1 đến nay, lượng tìm kiếm quốc tế về hàng không Việt Nam ở mức rất cao, có thời điểm tăng 425%. Đặc biệt, thông tin chính phủ đồng ý đề xuất mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, từ 15 trên 3 được đánh giá là tín hiệu tốt, đánh dấu thời điểm vàng để thị trường bất động sản nghỉ dưỡng quay trở lại, lấy lại vị thế đã mất trong những năm qua. Cơ hội của ngành du lịch là điều được dự báo rõ ràng, nhất là đối với các địa phương đang có lợi thế đặc biệt thu hút khách quốc tế như Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Quốc, Khánh Hòa, Đà Nẵng. Giới chuyên gia dự báo, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng đã đến thời điểm phục hồi sau khoảng thời gian ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng, tín hiệu tích cực từ dòng khách du lịch thời gian vừa qua sẽ trở thành lực đẩy cho thị trường địa ốc. Bên cạnh đó, cùng với gói hỗ trợ phục hồi kinh tế 350.000 tỷ đồng, bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng sẽ là điểm sáng để đầu tư trong năm 2022. Theo ông Đính, phân khúc bất động sản du lịch đã có sự cơ cấu lại. Những tổ hợp du lịch quy mô, chức năng đa dạng đã dần thay cho những dự án nhỏ lẻ. Các nhà đầu tư quan tâm tới đại đô thị du lịch chất lượng cao. Trong khi đó, ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc Decara Việt Nam cho rằng, bất động sản du lịch phụ thuộc vào hoạt động du lịch. Những địa phương có thế mạnh về du lịch như Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Phú Quốc có sự thay đổi cả về chất lượng và sản phẩm du lịch nên sẽ có sự phục hồi sớm hơn. Theo vị chuyên gia này, những địa phương có cơ chế linh hoạt trong việc thích ứng an toàn khi phòng chống dịch COVID-19, thay vì hạn chế hoặc các áp dụng biện pháp quá chặt chẽ sẽ có lượng khách du lịch sôi động hơn. Khi hoạt động du lịch của các địa phương này sôi động hơn, các dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng cũng có nhiều cơ hội hơn. Ngoài ra, một số địa phương khác như Bà Rịa, Vũng Tàu với lợi thế ngay sát thành phố Hồ Chí Minh, gần sân bay Long Thành đang xây dựng và một vài địa phương khác như Bình Định, Phú Yên cũng có tiềm năng trở thành điểm đến mới cho du lịch có tính cạnh tranh. Đánh giá về mức giá của bất động sản du lịch, ông Nguyễn Hoàng nhận định, phân khúc này cũng sẽ chịu chung áp lực tăng giá của thị trường bất động sản nói chung do nhiều nguyên nhân ví dụ chi phí đầu vào tăng. Điều này sẽ làm tăng thêm thách thức và sức hút của phân khúc này, đồng thời cũng yêu cầu các chủ đầu tư phải đưa ra những chính sách bán hàng hấp dẫn hơn trong năm tới. Shophouse Thủ Thiêm tăng giá 400%, dân mạng thẳng thốt, cơn điên của kẻ lắm tiền. Hôm qua, trong một nhóm về bất động sản, thành viên Nguyễn Duy Đê đăng tải bài viết giao bán kèm nhận định thị trường về Shophouse trong khu đô thị Sala dự án của chủ đầu tư Đại Quang Minh, khu vực Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, quận Hai Cũ. Cụ thể, người này cho biết kết cấu của shop house trong sala có kết cấu một hầm và bốn tầng lầu. Giá gốc trước đó là 20 tỷ. Tuy nhiên, hiện nay đang được giao dịch với giá 80 tỷ đồng căn. Người này kết luận tăng 400% trong 5 năm. Và ngày càng hiếm hơn khi thấp tầng ở Thủ Thiêm không còn, anh viết. Bên dưới là loạt bình luận bày tỏ sự trầm trồ. 20 tỷ thời đó thì cũng nhiều người giàu, có tiền. Họ mua vì họ nhìn ra bài toán tiềm năng, quá cận quận 1, quá tiện ra xa lộ Hà Nội. Mình có tiền mình mình cũng thích mua ở đó hơn, kiểu như tiện việc kinh doanh, đi miền Đông, miền Trung. Vào quận 1 gần xịt, ăn uống qua Bình Thạnh một cây cầu, tài khoản tên TT. Tê tê. Hưng bình luận, cơn điên của kẻ lắm tiền. Hàng hiệu dành cho giới siêu giàu nó khác. Người bình thường thấy cái cà vạt vài nghìn hoặc chục nghìn đô la Mỹ thì đúng là điên mới mua, một tài khoản khác thốt lên. Ngoài là căn mặt tiền để kinh doanh, nó còn là một món trang sức, giống như mấy ông mua kim cương về trưng trong nhà, quý hiếm. Đắt tiền mà có mài ra ăn được đâu, một thành viên khác của nhóm trầm trồ. Đối chiếu thông tin trên sàn giao dịch bất động sản.com.vn, giá 80 tỷ đồng căn shop house trong khu đô thị này là khả thi. Thậm chí, có chủ nhà còn giao bán căn shop house lên đến 100 tỷ đồng căn.